sông Hiểu, đoàn chạy qua huyện Cam Lộ, bắt đầu từ mùa khô năm 2019 đến nay, luôn phải ghi nhận thông số xâm nhập mặn cao hơn mức bình thường và lấn sâu vào nội địa hàng chục km. Hiện nay người dân không thể lấy được nước tưới. Ruộng đồng luôn trong tình trạng khô hạn, có nơi việc nhiễm mặn khiến cá chết dọc theo các tuyến sông. Nước từ dưới này lên thì nói chúng hành mặn cũng nhiều thế. Nói chúng đồ mặn thì nói chúng lên đây mặn từ lên đến trên xa nữa. Cá thì chết thì nó ra hai bên chết thì cũng lái ra cũng cả đôi cả thì chết cũng nhiều nữa. Bữa thì làm thì cũng có, nếu bữa thì nước mặn nó làm vẫn có, ít cả lại. Theo Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường, thì bắt đầu từ tháng 6 năm nay, hiện tượng xâm nhập mặn có dấu hiệu tăng cao. Vào những ngày cao điểm nắng nóng, tất cả các con sông trên địa bàn tỉnh, độ mặn đo được luôn ở mức từ 5 đến 8 phần nghìn. Có nơi xâm nhập mặn sâu đến hàng chục cây số. Nhiều trạm bơm nông nghiệp trên địa bàn đã ngừng hoạt động do độ mặn vượt quá ngưỡng cho phép của cây trồng. Cái diễn biến của xâm nhập mặn là gia tăng theo từng năm và có cái hiện tượng là năm sau là cao hơn năm trước. Đối với trong năm 2021, dù xâm nhập mặn là có đến muộn hơn, tuy nhiên là trong cái giai đoạn của tháng 6, tháng 7, thì cái độ mặn trên các cái lưu vực sông là cao hơn so với các năm cùng kỳ. Thì điều đó cho thấy là cái hiện tượng xâm nhập mặn đã tác động rất lớn đến ảnh hưởng lên đến cái quá trình mà sử dụng cái nước để cho phục vụ trong sản xuất. Thiếu nước và xâm nhập mặn là mối lo khó có thể giải quyết bởi tình trạng thời tiết vẫn đang diễn biến hết sức bất lợi. Để tránh thiệt hại cho nhiều diện tích cây trồng, bà con cần theo dõi sát những thông báo của cơ quan chức năng về tình trạng xâm nhập mặn trên địa bàn mỗi tuần và sử dụng tiết kiệm nguồn nước dùng cho sinh hoạt cũng như trong sản xuất.